Chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay mình sẽ làm món bánh chuối nhân phô mai. Để làm cái món này thì ở đây mình có chuẩn bị hai cây phô mai que. Đây là phô mai mozzarella nha. Chuối thì mình dùng loại chuối xiêm và mình sẽ dùng 5 trái. Mì thì mình dùng 50g và 30g bột gạo. Đường thì mình dùng 10g và một ít muối. Và đây là hạt mè trắng, mình dùng khoảng 20g. Và như vậy là mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi. Đầu tiên thì mình sẽ lột vỏ chuối ra. Chuối mình lột ra rồi cho vào trong cái tô. Và mình dùng một cái nĩa để mình nghiền chuối. Nghiền cho nó thật là nhuyễn nè. Nhưng mà các bạn có máy xay, mình có thể để vào trong máy mình xay luôn cho nó nhanh cũng được. Mình tán nhuyễn như thế này là được rồi. Tiếp theo là mình sẽ cho phần đường và muối vào, trộn đều lên. Mình sẽ cho phần bột mì, bột gạo vào luôn. Mình trộn đều lên nhé. Trộn đều rồi mình nhồi thành một cái khối bột. Phần bột mình nhồi như thế này là được rồi. Và mình sẽ dùng bọc thực phẩm bọc kín cái tô lại để yên cho bột nghỉ khoảng 15 phút. Và trong thời gian để cho bột nghỉ thì mình sẽ sắc phô mai ra. Rồi phô mai thì mình sẽ sắc thành những cái cục vuông vuông nhỏ nhỏ bằng nhau. Rồi bột thì mình đã để cho nó nghỉ xong rồi, giờ lột cái bọc thực phẩm ra. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nắn phô mai vào nha. Mình lấy một ít bột như vậy, ép nó nhẹp ra. Bạn nào thích ăn cái viên to thì mình có thể lấy nhiều bột hơn. Rồi để cái nhân phô mai vào ngay giữa như thế này. Rồi nắn nó lại thành hình tròn. Túm lại như vậy. Lăn 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 thành hình tròn. Rồi như vậy là xong rồi đấy các bạn. Cực kỳ đơn giản luôn. Sau đó mình sẽ để xuống cái dĩa. Tương tự thì mình sẽ nắn đến khi nào hết phần phô mai và bột thì thôi. Phô mai vào trong chuối xong hết rồi, bây giờ thì lăn qua mè rồi đem đi chiên thôi. Mè thì các bạn nên đổ ra ngoài một cái tô lớn lớn như vậy nè, để khi mà mình lăn như vậy thì nó sẽ không có bị văng ra ngoài. Các bạn bóp sát như vậy để cho mè nó dính chặt vào trong phần bột. Thôi như vậy là được rồi nè. Đó, mình để xuống dĩa và tương tự thì mình sẽ nhúng với những phần bột còn lại cho đến khi nào hết. Ở đây thì mình dùng mè trắng, ngoài ra thì các bạn cũng có thể dùng mè đen hoặc là mè vàng đều được hết. Rồi mình đã lăn qua mè xong hết rồi, bây giờ đem đi chiên thôi. Và trong thời gian mà mình lăn qua cái phần mè á, thì các bạn nên bắt lên bếp một nồi dầu nha để cho nó sôi. Nãy giờ mình cũng bắt lên bếp nồi dầu rồi, bây giờ chắc nó cũng sôi rồi đó. Và mình sẽ đem đi chiên thôi. Nồi dầu của mình đã nóng rồi, thì biết giờ nóng chưa, các bạn có thể dùng cái đũa mình để vô như vậy. Giờ nóng rồi đó, giờ mình thả lửa nhỏ xuống nhé. Và cho chuối vào chiên thôi. Và khi chiên thì mình sẽ lăn đều như vậy. Wow, cái này nó hơi vàng thôi các bạn, mình cho nó vàng thêm một chút nữa nhé. Thôi nhìn cái này giống như là bánh cam vậy đó. Cái này nó vàng như vậy là được rồi nha các bạn. Giờ mình gấp ra và để vô miếng giấy thấm dầu. Mình chiên từ từ, chiên cho đến khi nào mà nó vàng đều lên hết là được rồi. Wow, bánh chuối vàng như thế này được rồi nha các bạn, cực kỳ thơm luôn á. Và khi mà các bạn nhìn như thế này thì mình giống như là bánh cam vậy. Thơm quá, thơm cái mùi mè. Rồi tương tự thì mình sẽ chiên với những phần còn lại cho đến khi nào hết. Đây là bánh mà mình đã chiên xong rồi. Wow, các bạn nhìn nè, rất là hấp dẫn luôn á. Bây giờ mình sẽ tranh thủ ăn lúc mà bánh còn nóng, như vậy thì phô mai nó mới tan chảy ra. Đây mình sẽ vẽ ra các bạn cùng xem bên trong nó như thế nào. Wow, phô mai tan chảy nè. Wow, các bạn nhìn nè, rất là đã luôn á. Phô mai cực kỳ láng và bóng luôn nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ ăn thử nha. Thơm quá.
cái phần mè bên ngoài á thì mình ăn nó bùi bùi thơm thơm nè. Vị chuối thì nó hơi ngọt ngọt và thơm mùi chuối, kết hợp với lại phô mai béo béo nè. Mình thích nhất là cái phần phô mai đó các bạn. Nó tan chảy ra, ăn nó béo béo nè. Bình thường thì bánh chuối mình hay ép chuối ra rồi nhúng vào trong bột mình chiên thôi. Còn với cách làm cái món bánh chuối nhân phô mai như thế này á thì ăn rất là ngon luôn các bạn. Mình kết hợp giữa chuối với lại phô mai. Thơm quá. Nè, cái bánh chuối này thì đã có phô mai béo béo rồi và vị ngọt ngọt của chuối nữa, cho nên là mình ăn không, mình không cần phải chấm với gì hết. Còn nếu mà các bạn thích chấm thì mình có thể chấm với lại sữa đặc hoặc là mật ong cũng được, tùy theo sở thích nhé. Để mình bẻ thêm một cái nữa cho các bạn cùng xem. Wow, nóng quá. Ôi, các bạn nhìn nè, phô mai nó chảy ra và bốc khói luôn. Wow, ghê luôn á, lần đầu tiên mà ăn được cái bánh chuối nhân phô mai như thế này thì rất là ngon và rất là tuyệt vời luôn. Mình thích nhất là ăn cái phần mè bên ngoài đấy các bạn. Nó bùi bùi nè, và cái lớp bột bên ngoài nó cũng giòn nữa. Còn bên trong thì mềm mịn của phô mai nè. Cách làm cái món bánh chuối nhân phô mai như thế này thì rất là đơn giản và là dễ làm nè. Phô mai thì các bạn có thể tìm mua ở trong siêu thị nhé. Ngoài chuối xiêm thì các bạn cũng có thể dùng chuối già cũng được. Mình chỉ dùng hai loại chuối đó thôi nha. Nhưng mà chuối phải thật là chín mới được. Và những bạn nào mà thích ăn phô mai nè, rồi thích ăn chuối nữa. Và đây là sự kết hợp rất là hoàn hảo luôn nha. Ở đây thì mình thích phô mai mozzarella, tại vì khi mà mình bẻ ra thì mình có thể kéo sợi nó được. Còn nếu mà các bạn mua không có loại phô mai mozzarella thì mình có thể dùng phô mai con bò cười cũng được. Bởi vì phô mai con bò cười thì bán nó đa dạng hơn, rất là dễ mua hơn là phô mai mozzarella. Rồi bây giờ thì mình sẽ ăn thêm một viên nha các bạn. Thì cái viên bánh nó nhỏ nhỏ như thế này nè, mỗi lần mình ăn cũng rất là dễ nữa. Wow, các bạn thấy phô mai nó xịt lên nè. Wow, dẫn ghê chưa. Mình quấn nó lại như thế này. Hey các bạn ơi, video làm món bánh chuối nhân phô mai của mình đến đây cũng hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công nhé và ăn ngon miệng nữa. Còn nếu các bạn mà có yêu thích video của mình thì hãy nhớ like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye! Hôm nay mình sẽ làm món snack rong biển cháy tỏi. Quét lên hai mặt. Sau đó mình sẽ đem đi chiên. Khi chiên thì mình sẽ trở cho hai mặt nó giòn lên như vậy. Như vậy là được rồi, giờ mình vớt ra. Rồi mình đảo đều đây. Sau đó mình sẽ cho vào. Phần rong biển thì mình để cho rõ dầu, sau đó cho vào trong một cái tô. Và mình dùng một cái miếng bọc thực phẩm bọc kín cái tô lại. Hoặc là các bạn có thể dùng cái nắp để mình đậy lại cũng được. Mình xóc như vậy để cho cái phần tỏi ớt nó sẽ bám vào trong cái phần rong biển. Snack rong biển của mình đã làm xong rồi. Mình cho ra ngoài nhảy xong rồi. Cái này thì các bạn thấy nè, rất là hấp dẫn luôn á. Và cực kỳ thơm luôn. Để mình bẻ thử một miếng rong biển cho các bạn cùng xem cái độ giòn nha. Rất là giòn luôn nè. Khi mà mình nhai lâu lâu á thì các bạn sẽ cảm nhận được cái vị béo và cái mùi thơm của rong biển nha.